Chị chào Thành Nguyên. Dạ, Thành Nguyên chào chị. Lời đầu tiên là chị xin chúc em với gia đình được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, viên mãn. Và dạ, cái kênh của em nó ngày càng nó phát triển, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn với kết nối cho những cái mảnh đời mà cô đơn như tụi chị với các anh. Dạ. Và nhất là em là cái nguồn lan tỏa để mà cho giống như chị và các anh chị khác cũng lan đã tỏ được cái tình yêu mà cảm thấy ấm áp á, mà khi chị bước lên trên cái kênh này là lần đầu tiên và trong cuộc đời của chị. Yeah. Chị rất là vui và hôm nay được gặp em, đã hẹn được mấy lần rồi mới nay mới lên tới. Yeah, cảm ơn chị rất nhiều. Yeah. Thật sự thì khi mà mọi người dành cái tình cảm mà cho chương trình của Thành Nguyên là Thành Nguyên đã cảm kích rồi, rồi các chị lại đi cái quãng đường xa như vậy đi về đây nữa, thì Thành Nguyên cũng ghi nhận cái sự nghiêm túc của các chị. Thật sự là đi đến đây là Thánh Nguyên đã thấy được cái sự nghiêm túc rồi. Ừ. Yeah. Còn cái chuyện mà cái duyên, cái nở đó thì nó còn tùy, đúng không hả chị? Yeah. Yeah, nhưng mà mình đâu có biết được là cái đối phương mình đang ở đâu đó đâu. Thì mình phải lên đây thì mình mới biết được. Yeah, chứ mình ở nhà mà cứ một hai cứ đòi xin số thì thật sự rất khó. Yeah. Vì chị lên đây chị đã biết rồi, Thánh Nguyên sẽ phải cần những cái giấy tờ liên quan về cái tình cảm hôn nhân để bổ sung vào cái hồ sơ. Yeah, thì lúc đó các chị sẽ yên tâm về đối phương mà đối phương cũng sẽ yên tâm về các chị, đúng không ạ? Đúng rồi. Có như vậy thì mình đến với nhau mình sẽ không có lo ngại về rằng là đối phương của mình là đang có những cái vấn đề gì đó về vợ, về chồng hay này cái gì đó. Đúng rồi. Yeah. Còn cái chuyện mà hợp hay không hợp thì sau này mình cứ từ từ mình tìm hiểu thôi. Rồi chị ngày hôm nay là chị đến từ đâu? Chị ở Cai Lậy, Tiền Giang. Cai Lậy, Tiền Giang. Ừ. Chị đi về đây là một hồi hồi đó. Sáng một mình chị, tại vì con chị nó ở thành phố, nó học có đi làm, cho nên ra nghỉ có ngày chủ nhật á. À. Nó về không kịp thôi, để chị đi trước một mình. Con chị nó đồng ý, nó hay hết rồi. Con cái đồng ý. Ủng hộ đó. Chị lâu rồi đó chứ, nó để nó tự nó tìm cho chị đó. À, có tuyệt vời. Dạ. Rồi như vậy là chị đi về đây là lúc mấy giờ? Hồi sáng chị đi là 5 giờ. Hồi hôm cứ ngủ giật mình 2 tiếng hồ rồi chị giật mình một cái là mới có 2 giờ, cái nằm chút có khoảng 4 giờ. Cái chị nói thôi giờ ra tập thể dục luôn rồi chị sẽ sẵn chị đi để hồi nằm hồi ngủ quên. Dạ dạ. Nói chung thì tâm lý của ai cũng vậy thôi. Khi mà mình chuẩn bị cưới chồng ấy, đi tuyển chồng ấy, tâm lý nó hồi hộp. Ngủ mà giật mình coi điện thoại xong mới có cách 2 tiếng chắc khoảng 2 giờ tới 4 giờ giật mình nữa. Dạ dạ. Vâng, với sự nghiêm túc của mình, Thành Nguyên cũng chúc cho chị thật là nhiều may mắn ha chị ha. Dạ. Chị cho Thành Nguyên hay là họ tên tuổi rồi là tình cảm hôn nhân của chị nào? Chị giới thiệu là chị tên là Nguyễn Thanh Trúc. Chị sinh ngày 7 tháng 1 1975, tuổi thật của chị là Bính Thìn. Chị ly hôn năm 2019 mà có 3 đứa con. Yeah. Hai gái một trai, mà hai đứa con gái chị thì nó học ra trường đi làm rồi, còn thằng trai chị năm 2002 là hết năm nay nó mới ra trường. À. Đang thực tập ở Nha Trang. Dạ vậy ha. Vậy là ai cũng đi làm xa nhà cả. Ba đứa con chị nói chung là nó rất là ngoan và nó biết chuyện. Chị trang bị những cái kỹ năng giống như là biết cách sống á. Tự lo liệu bản thân rồi chị thì chỉ lo kinh tế và lo tiền cho học thôi. Thành ra mỗi cái chuyện khác như ví dụ như là dưới sông thì chị phải tập cho nó biết bơi, mà lên đi đường trên lộ là phải biết chạy xe. Cách sống với đối xử với người lớn như thế nào thì nó nhìn vô trong chị thì nó cũng biết, thành ra nó nói chung là ba đứa con chị nó rất là tốt, chị không cần phải lo gì nữa. Vâng, nói chung là một người mẹ rất là tuyệt vời thay cho đúng rồi chức năng của người cha. Chị là vừa làm cha vừa làm mẹ luôn, mà cái mà làm như cái bản năng hồi hồi đó tới giờ lúc mà học khoảng lớp 2 là chị 6-7 tuổi là chị đã có cái bản chất đó rồi. Chị thứ ba trong gia đình chứ giống như chị trụ cột trong gia đình chứ, anh em 4 anh em chứ anh hai chị anh nhát lắm. Khoảng thời gian qua thì chị Trúc có tìm hiểu thêm ai nữa không em? Ở vậy nuôi con thôi. Không, từ xưa giờ chị hồi lúc mà hôn nhân đầu tiên của chị là chị đang học ở Sài Gòn năm nhất á, là má chị cũng thương anh đó ở sớm mà anh bắt về gả. Chứ thật sự là chị chưa có yêu ai bao giờ. Mà về mình làm cái bổn phận vợ làm mẹ làm dâu rồi kia là chị hoàn toàn là chị thấy mình cố gắng hết sức mà tốt rồi, cũng được hai mấy năm rồi cuối cùng cũng gãy đổ, là cũng
giống như cũng hết duyên, hết số phận của mình, nó đã tới đó phải dừng em. Lúc nãy chị nói là chị chia tay chồng đến nay là được bao nhiêu năm rồi? Chị kết hôn vào năm 96 mà chia tay năm 2019. 2019? Ừ, khoảng 23 năm. 09 hay 19? 19. 19 là năm nay là được 5 năm. Ừ. Ảnh không có gia đình khác rồi. Vậy đó. Thì người ta có rồi thì mình cũng lo cho mình thôi, đúng không? Đúng rồi, đó là chị vui, thấy chúc mừng đó chứ. Nhiều khi mình thấy bản thân của mình nó tốt, nhưng mà nhiều khi là nó đối với trong mắt ảnh thì chị chưa hoàn thiện. Thành ra chỉ ảnh đi tìm cái người nào phù hợp hơn chị thì chị cũng chúc mừng. Chứ chị không có ảnh hưởng, mà lúc mà chia tay chị cũng không đến nỗi nào mà đau lắm. Chị lo con mình, mà giống như mọi thứ là chị gánh vác hồi xưa giờ chị quen rồi, thành ra thấy nó bình thường. Rồi, ok, Thành Nguyên chị hỏi như vậy. Cho Thành Nguyên hỏi thêm về cái công việc chính chị Trúc đang làm là làm gì? Chị buôn bán bên gạo em. Buôn bán đó gạo. Chị mua lúa tươi trên đồng đó. Giờ chị lao chạy ra rồi chị bán gạo trên khu Bà Đắc An Cư á. Rồi chị có xe nhà chị vận chuyển luôn, rồi chị chở gạch ống rồi chị bán. Nhưng mà chắc là phải có tài xế chạy chứ. Có chứ, hồi trước khoảng 2017-18 thì ông chồng chị chạy. Rồi sau này anh nghĩ là chị thuê tài xế ra luôn. Nói chung công việc đó thì mình có người làm rồi cũng đỡ vất vả hả chị ha? Giờ nói chung là nó đã vô cái dây chuyền đó, nó ổn, thành ra em điện thoại này kia với mà trong công việc chứ cái tình người nó cũng quan trọng lắm. Chị thương người ta cũng thương cho mình làm nhiệt tình, mình thương người ta thương lại mình. Thành ra chị nói chung là ai cũng ủng hộ, cũng thương, mà cái gì cũng im xuôi cho chỉ có một mình chồng chị là chị nói không nghe thôi. Chứ ngoài ai cũng ủng hộ, ai cũng thương chị hết trơn. Ai cũng thương mình, chị muốn như chồng cũng thương. Nói không nghe thương chứ mấy không thương, nhưng mà nhiều khi với chuyện suy nghĩ lại cái mình nghĩ là mình làm được thì mình cứ làm, chứ mình không có nặng, không có bắt ảnh phải làm thế này thế kia. Rồi thành ra cái thời gian nó qua, anh tưởng nó giống như là ông ở không, rồi tự ti tự ái, rồi biết rồi làm gì cũng đâm ra ông kiếm chuyện mình, những cái mình cũng thấy mình đó làm không có cái gì mà phải lớn tiếng hết trơn á. Nhưng mà thật sự là trong cái bản chất ông giống như là ông thấy mình làm hết rồi, ông cảm thấy là ông tự ti, ông bất mãn mình gì mà không nói được, mà làm thì anh không làm. Với vợ chị nói là chuyện gì qua rồi là chị không muốn nhắc lại, nhưng mà thật sự là anh bây giờ anh cũng thương chị chứ không phải là không, nhưng mà gì qua là chị cho qua luôn chứ chị không có chấp nhận mà phải quay lại. Cái áo mà chị bận rồi là không bao giờ chị bận lại lần thứ hai. Phải giặt đi rồi chị mới bận lại được, chứ không có cởi ra bận lại được liền. Rồi các anh sau này mà đến với chị thì cái độ tuổi chị mong muốn bao nhiêu? Chị thì chị không có quan trọng tuổi lắm, mà lớn chị khoảng 5-10 tuổi gì cũng được. Nhỏ chị vài ba tuổi cũng được, mà giống như phải có sức khỏe, nhưng mà có cái khiếu mà kinh doanh. Kinh doanh là về giống như là cùng phát triển với chị, hoặc là làm ảnh có chuyện gì làm chị cũng sẵn sàng phụ ảnh, đóng góp ý kiến là cái này kia đó, cùng nhau mà nó phát triển cái sự nghiệp của mình. Chứ chị không có giống như mình không có chịu có tánh mà phải gia trưởng với ra lệnh. Bản thân chị là chị cố gắng, chị hoàn thiện hết từ trong ra ngoài, đối với gia đình và xã hội là chị rất là ok. Không để ai phải buồn chị một cái gì. Người ta làm chị buồn thì chị chịu đựng, nhưng mà chị không có làm ai tổn thương bao giờ. Những cái chuyện nhỏ nhặt cũng vậy, những người làm cho chị hay là đối tác làm chung với chị biết người ta sẽ ăn mình hay là gian lận cái này kia, nhưng mà chị sẵn sàng chị buông bỏ. Cho giống như cho cơ hội để sửa sai, mà nếu mà không được thì chị không hợp tác tiếp. Cho chị không có nói. Rồi sau này mà kết nối thành công rồi thì chị sẽ tính hướng tương lai hai chị như thế nào? Chị bây giờ chị ở nhà chung với ba mẹ chị. Hồi năm 2006 là chị qua bên má chị ở khoảng cái nay là cũng hơn mười mấy năm rồi. 2006 á. Rồi lúc mà về chị cũng giống như nhà của ba má đất, mà chị cũng đóng góp mình xây dựng đồ thêm cho nó rộng rãi ra ở đó. Con cháu trong gia đình rồi Tết rồi về nó vui lắm, nào cũng thương cũng mến chị hết trơn á. Giờ nhà thì nhà chung của ba má chị không có nhà. Hồi trước chị có đất, nhưng mà lúc mà ly dị ảnh thì ảnh lấy đất, thành ra chị ủy quyền cho ảnh á.
ở Sài Gòn cũng có luôn mà cũng nói chung là nó qua hết là chị của cải rồi, chị không không còn, chỉ có cái cuộc sống của chị là buôn bán có đồng lời chị nuôi con chị đi học thôi, nó thành tài hết rồi. Dạ dạ. À, nhiều cái biến động dữ lắm nhưng mà chị vẫn trụ vững tới ngày nay là chị rất là tự tin. Dạ. Chị mà nuôi bản thân chị được chứ không cần dựa giảm ai hết chứ. Dạ dạ. Ừ. Rồi về vùng miền thì chị quan trọng như nào? Không, cái đó chị cũng không có quan trọng lắm, như ở trong nước hay ngoài nước hay vùng miền, miễn mà chị nhìn chị thấy cái anh đó mà có cái cảm xúc thân thiện là thương yêu mình ấm áp là chị cho anh cơ hội. Dạ. Chứ hồi xưa giờ nói chung là tìm hiểu đàn ông này kia thì chị cũng không có quan tâm ai hết trơn á. Chị lo làm này kia mà với con cái gia đình thôi, với con cháu chứ chị không có chơi tư duy gì với ai hết á. Dạ, dạ, dạ. Chị nói chung là chị xem cái kênh của em là cũng gần năm nay rồi, tình cờ là chị coi được cái clip mà bạn của chị là Tuyết Giang á, cũng đăng ký bên cái kênh của em nè. Là bạn chị. Cái nó lên xong rồi chị thấy gì nó nói, chị nói thôi để nó đi để coi cũng được, để coi từ từ sao. Rồi chị theo dõi kênh của em mà thấy nó, một là cái tin tưởng, cái sự tin tưởng là em đâu đó rõ ràng á. Đơn chiếc là giống như độc thân như tụi chị gì mới lên. Thứ hai là có cái tính nhân văn là em hỏi những câu hỏi này kia cho thấy nó có cảm xúc. Nó lan tỏa được, thành ra chị đăng ký kênh em mấy lần hôm nay chị mới tới đó. Có nghĩa là nó có hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên là chị thấy cái kênh của em là chị thấy tin tưởng được. Đúng rồi. Cái thứ hai nữa là chị thấy bạn chị lên cho nên là mình cũng lên cho bằng bạn bằng bè. Không, chị thấy nói chung là tánh của Tiết Giang nó cũng đàng hoàng, nó khó tánh lắm. Nó cũng giống như chị đó, mà mình thấy nó đã lên vậy là cũng tốt rồi, mình cũng lên. Mà trước khi giờ chị lên xong là vài bữa nữa là tới khoảng 3-4 bạn chị nữa là cũng cùng tuổi với chị luôn. Cũng gian dở hết như này kia, nhưng mà thật sự nó thấy chị không có quen anh một người nào hết trơn, mà nay chị đã đến kênh em là nó sẽ tới. Chị lan tỏa. Vâng. Khi mà chị Trúc lên đây thì chị cũng thấy được cái công tác của Thành Nguyên làm rồi, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì mọi thứ nó đâu vào đó, nó thật sự rõ ràng. Còn nếu mà không rõ ràng thì lúc đầu có cái anh này, anh ở Hậu Giang đó, lên đây không có giấy tờ thì cũng phải đi về. Đúng rồi. Bởi vì kể cả không phải là gần hay là xa cũng vậy, đến đây mà không có giấy tờ thì Thành Nguyên sẽ không có tiếp. Có chăng thì Thành Nguyên vẫn sẽ... nếu mà quá xa, nhà mà quá xa thì Thành Nguyên vẫn tạo điều kiện cho ghi hình phỏng vấn trước. Nhưng mà khi nào mà phải gửi cái giấy liên quan về tình cảm hôn nhân đi về đây mà Thành Nguyên nhận được á, thì lúc đó thì cái clip đó mới được phát sóng. Còn nếu không thì cũng phỏng vấn cho vui rồi cái clip đó cũng bỏ thôi. Nó là vậy. Nên là mình tạo điều kiện, bởi vì người ta đã cất công đi đường xa đến đây á, thì Thành Nguyên vẫn phỏng vấn. Nhưng mà sẽ lưu lại đó. Khi nào mà có giấy đó, lúc đó mới phát sóng, còn nếu không là bỏ luôn. Ngoài những cái yếu tố đó là chị thấy cái tâm tánh mà của vợ chồng em á, chị mến. Chị nói với đích thân chị lên chị gặp trực tiếp một lần. Có chị. Sau này có cuộc kết nối lâu dài thì chị sẽ liên lạc với em nhiều dịp này dịp kia nữa. Nhất là khi có một cái anh nào mà tiếp xúc mà thấy hợp chị cũng báo cho em hay. Có tin vui này kia nhất định chị sẽ cho em hay trước. Thật sự thì nếu mà cái điều đó các chị mở lời như thế Thành Nguyên rất là vui, bởi vì là khi mà Thành Nguyên bắt cái nhịp cầu cho mọi người đó thì Thành Nguyên cũng muốn là để cho cộng đồng biết rằng là cái công việc mà Thành Nguyên đang làm cho các anh các chị là nó nghiêm túc, chứ mình không có giỡn chơi. Đúng rồi. Đó là việc đầu tiên. Việc thứ hai thì Thành Nguyên cũng muốn ghi nhận về cái câu chuyện tình đó để Thành Nguyên cũng đưa lên cho mọi người trên cộng đồng chúc phúc cho hai anh chị. Đúng rồi. Còn cái chuyện ngoài lề thì Thành Nguyên không có quan trọng nha. Thành Nguyên không quan trọng những cái vấn đề khác. Thành Nguyên chỉ muốn cho mọi người biết rằng là cái công việc mà Thành Nguyên đang làm cho các anh các chị là nó thật sự nghiêm túc, chỉ vậy thôi. Chị nhiều khi chị nghĩ đó là chị không nghĩ là mình phải có thêm một người nào rồi, có cái gì chị cũng làm được mà chị cũng không có sợ một cái gì luôn. Chị thấy chị đảm đang là chị trong ngoài xã hội chị làm được, rồi lo cho con kia thấy cũng ấm êm, cũng ngoan ngoãn này kia, mình cũng mừng rồi. Lúc mà má chị mất 2 năm hồi trước á, mới thấy bác. Nói chung về cái điểm mạnh của chị thì Thành Nguyên thấy rồi đó, nhưng mà cái điểm yếu của chị chia sẻ cho Thành Nguyên xíu nè.
dễ mùi lòng ha. Đúng rồi, cái đó là cũng cái điểm yếu của chị đó. Nhiều khi cái năng lượng của chị là chị sống thân thiện hòa đồng với tất cả mọi người trong giống như là người ta phân biệt là cái nghề đó ngày này kia làm trong xã hội đen là không tốt, nhưng với chị không phân biệt. Nhưng mà người ta mời một cái thiệp đám cưới gì là chị cũng đi, chị dự. Nhưng mà quan trọng là mình có người ta, mỗi người có cuộc sống riêng. Mà mình có quà, mình chơi quà nhập chứ mình đừng có quà tan. Mình phải nói chung là chị vui vẻ. Với cái thứ hai là chị có cái năng lượng mà tích cực, là những người nào mà giống như là vui á là buồn á, vui thì gặp chị thì vui hơn. Còn nếu mà buồn thì gặp chị hồi là chị giải tỏa hết cái nỗi buồn, chia sẻ được. Còn khi mà chị buồn thì không ai chia sẻ được với chị. Chị không hề nói cho ai biết. Công chuyện cũng vậy luôn. Cái năng lượng đó là như mà có cái vía, giống như chị, em đi tới đâu á, người ta buôn bán này kia mà cũng có mặt chị tới một chút là nó đông đúc lên. Hay là buôn mai bán được á. Ví dụ như tiệm tóc hay là quán rau cải là trái cây bất cứ miếng đang chậm là có chị tới là chút xíu là thấy đông. Thậm chí mấy chị nói làm ơn mà đi ngang mày ghé mua tới 2.000 hành đi, tao cũng cảm ơn mày nữa. Có mày là vô tao bán được. Thành Nguyên thấy được cái điều đó. Còn cái điểm yếu của chị là hay thương người với mũi lòng, vì cho người đó làm lỗi với mình đi mà sai cỡ nào hay mà chị giống như người ta có khó khăn này kia đó là chị cũng quay trở lại chị giúp bình thường chứ chị không có bỏ luôn được. Ok, cái tánh chị vậy đó. Còn về vùng miền thì như nào hết chị? Không, chị không phân biệt đâu. Không quan trọng. Quan trọng là anh đó chị cảm nhận cái cảm xúc hay không. Với đến ví dụ như mà cái ngôn ngữ, chị sợ bắt động cái ngôn ngữ thôi. Nhưng khi mình tiếp xúc mà mình nghe mình không hiểu này kia là kia thôi, chứ nếu mà được thì chị không có phân biệt vùng miền. Tại đó chị cũng chưa tiếp xúc ở người miền ngoài nhiều. Mình sợ bắt động cái ngôn ngữ mình nghe mình không nói chuyện được á. Thế thì quá dễ nha. Thành Nguyên thấy cái mong muốn chị bây giờ chị đó. Rất là thoải mái, như con chị nó cũng lớn rồi, chị nó sống tốt mà, chị không có cần phải giám sát chặt chẽ đâu. Chị làm cho nó giống như là nó ý thức trong cuộc sống rồi, có kỹ năng sống thôi, chứ chị không có dè chặt phải bắt con làm thế này thế kia, thì để cho nó tự phát triển. Rồi thì Thành Nguyên cũng ghi nhận những cái tâm tư nguyện vọng của chị Thanh Trúc ở đây. Cũng hy vọng là các anh sẽ nghe được cái chia sẻ của chị rồi sẽ hồi đáp lại sớm. Nếu như anh nào đó mà thấy chị Nguyễn Thanh Trúc mà phù hợp với mình đó thì như lúc đầu thấy người nói rồi, cứ đi về Cần Thơ cầm theo những giấy tờ liên quan về tình trạng hôn nhân thì về đây rồi Thanh Nguyên sẽ bắt nhịp cầu. Còn nếu như không thì chị Trúc xem trên kênh của Thanh Nguyên có nhiều anh cũng rất là dễ thương. Chị thấy ai đó mà vừa ý mình đó thì cứ gọi cho Thanh Nguyên là Thanh Nguyên sẽ gửi số qua. Các chị tìm hiểu với nhau xem sao. Thanh Nguyên thì Thanh Nguyên cũng chỉ là cái người bắt cái nhịp cầu lúc bắt đầu về thôi. Còn cái chuyện mà được hay không được đến với nhau hay là không đến được với nhau thì cái đó là nó tùy vào cái duyên của mỗi người. Đúng rồi. Thì nếu như mà có tìm hiểu nhau, có đến được với nhau thì mình cũng cố gắng tìm hiểu kỹ giùm em nhé. Bởi vì là khoảng một vài chục phút để mà Thanh Nguyên nắm được cái tâm tư nguyện vọng của các chị, hay là để Thành Nguyên biết được là ai thật lòng hay ai không thật lòng thì Thành Nguyên không thể nào mà biết hết được. Đúng rồi. Nên là sau này các chị cố gắng tìm hiểu kỹ. Rồi ok chị, thì Thành Nguyên chỉ hỏi như vậy thôi. Không biết là chị Nguyễn Thanh Trúc có điều gì đó muốn chia sẻ nhiều hơn nữa về bản thân thì chị cứ chia sẻ cho Thành Nguyên nghe. Thì qua đây chị cũng gửi tới các anh là giống như cái tánh tình của em thì rất là dễ, mà người phụ nữ không cho là số 1, chứ đảm đang việc trong việc ngoài là em được nấu ăn nấu uống này kia tất cả ok hết, mọi chuyện em sắp đặt từ trong ra ngoài đâu đó là ổn hết. Chứ mà em không có nói các anh là cái tánh là phải gia trưởng nè, nhậu nhẹt cờ bạc này kia là không dính dấp vô. Đó là cái nỗi đau của em, là nó đã gãy đổ lần đầu rồi, cũng vậy, cái tánh em quá dễ em không có nói đó. Giờ nó càng nước nó tăng lên riết rồi phải mất đi hạnh phúc của mình. Hồi xưa khi lo đi làm kiếm tiền không mà đang mà nuôi con cái ăn học, chứ mình không có quan tâm gì lắm tới cái chuyện mà ảnh chơi bời này kia, mình không có nói mạnh, mình không có biện pháp mạnh, mình chỉ nói nhẹ nhàng thôi, không được thôi. Thứ hai là không có dạng mà gia trưởng nhưng mà ghen tuông. Cái gì phải nói cái đâu phải chửng nó, chứ không được mà nói mà phong long
Vậy là người đó ăn gian chặn mình hay là lấy người này kia, phải có bằng chứng, nói là phải chính xác rồi em mới nể phục, chứ đừng nói phong long này kia không có mà bắt người ta phải chịu là em không đồng ý. Với cái gì là phải gia đình là trên hết, phải biết có hiếu với cha mẹ với gia đình. Dù cho anh có bận biểu có đi chơi thì em không có cấm, nhưng mà cái ngày đám giỗ là tết nhất trong gia đình, nó lễ lộc rồi phải ở rồi ăn uống chung với gia đình cho nó vui. Còn bình thường anh muốn đi đâu đi, không bao giờ em nói tới tiếng nào hết trơn. Nó là vậy đó. Với cái em nhắn gửi hết các anh chị em ở trên cộng đồng mạng á, mà những cái gì mà không có vui buồn gì á, mà trong quá khứ mình bỏ qua hết, giờ mình mở cái cửa lòng của mình lên trên kênh của em Thành Nguyên á, nhờ kết nối, nếu mà có được cái mảnh ghép nào mà phù hợp á, thương chị á, thì tới thì có, nếu mà tốt thì thành viên vợ chồng sống cái quãng đời sau này, còn nếu mà không thì cũng hợp tác làm ăn hay là chia sẻ nhau trong cuộc sống hàng ngày á, trao đổi việc kinh doanh này kia thì em cũng sẵn sàng. Chứ em không có gì hơn ngoài cái chúc cho tất cả các anh chị em trên cộng đồng mạng trong và ngoài nước á, cái sự sức khỏe là một, hai nữa là bình an, với công việc thì ổn định, rồi sống vui vẻ với gia đình, ấm áp mỗi ngày là hạnh phúc lắm rồi. Quá tuyệt vời. Nói chung là một cái chia sẻ rất là thật tình, ngắn gọn nhưng mà lại xúc tích. Đấy, thì Thành Nguyên nghĩ nha, đây là theo quan điểm cá nhân Thành Nguyên, là không chừng sau ngày hôm nay là một cái danh sách rất là dài đấy. Để kết nối với chị đấy. Chị không giấu gì em, cái tánh chị là phóng khoáng rộng rãi lắm. Với nó quân tử như là đàn ông đó, chứ chị không có tính toán nha. Chị không có thích mà tính toán kỳ bo bủng xỉn. Mình làm có tiền mình có quyền chi, nhưng mà chi những cái chuyện này chính đáng là chị không bao giờ chị nói. Ví dụ như Tết mình lì xì trong gia đình là ba mẹ con cháu là chuyện bình thường, còn cô chú chồng ở bên em bên ảnh gì cũng vậy, là em lì xì tùy theo, muốn 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu là chị vẫn cho lì xì. Rất là vui, nhiều khi cái tiền nó không phải là đối với người ta là không có, nhưng mà cái đó cái sự yêu mến kính trọng của mình dành cho cái người lớn. Mình không có, mấy anh là không có chen vô nói giống như nói với em xã, cho nói với chị là xài sang này kia, nhưng mà chị nghĩ không có đúng. Sang là chơi bời cờ bạc, cái đó nó mới phí mới quan ấy, chứ còn nói với gia đình chứ chơi này kia là chị không bao giờ, mà chị tiếc tiền, rất là thương gia đình. Nhiều khi bản thân chị không có xài cái gì riêng tư cho chị luôn á. Chị lo từ trên dưới ba mẹ rồi cô chú bên nội ngoại này kia, là nói chung là ai cũng thương chị tới bây giờ luôn á. Vui lắm, miễn mà đi đám, miễn mà ngồi cái bàn đó mà miễn mà có chị ngồi đấy, hay một hồi là hai ba bàn nó kéo sát rồi luôn, gáp ngồi chung chơi mới vui vậy đó. Không có ngồi riêng tách rời. Là chị đi cái đám là khoảng mấy tiếng chị mới về không. Thấy người ta vui vẻ mình về không có đành. Ở đây chơi. Ok chị, rồi thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận cái tâm tư nguyện vọng của chị Nguyễn Thanh Trúc ở đây. Sau ngày hôm nay thì nếu như có cái sự để ý nào đó thì Thành Nguyên sẽ cho chị Trúc hay sau ha chị ha. Cuối chương trình Thành Nguyên cũng chúc cho chị thật là nhiều may mắn thành công, cũng như là sớm y trung nhân mình hồi đáp lại sớm chị. Chị cũng cảm ơn Thành Nguyên rất nhiều, với bà xã của em chúc bà xã em ngày càng trẻ đẹp, rất là dễ thương. Cảm ơn chị, chúc chị trên đường về và sự bình an ha. Chị chào em, chị cảm ơn nhiều.